Thưa cha và cộng đoàn, con được rất nhiều ơn của Chúa. Thưa cha, là con có một người mẹ chồng bị bệnh ung thư và tai biến. Mẹ con 10 năm mà mẹ con vẫn khỏe. Với lại cách đây 5 năm thì con có bầu và bác sĩ nói con là em bé bị dị tật bẩm sinh và có thể bỏ. Nhưng lúc đấy cha đã cầu nguyện cho con và con của con rất là ngoan, rất là khỏe mạnh. Chị ấy có một người mẹ chồng bị bệnh ung thư và đã được Chúa chữa khỏi. Và chị ấy mang thai, khi mà mang thai đứa bé có nguy cơ là bị dị tật. Và bây giờ thì chị ấy đã đến cầu nguyện và được Chúa chữa lành. Chị ấy sinh con rất là khỏe mạnh. Đây là ơn mà chị muốn đến để chia sẻ. Còn ơn gì nữa? Thưa cha, 2017 con đã biết đến cha. Thì con đã mời mẹ đẻ của con vào. Thì mẹ đẻ của con bị khó thở, bị bệnh khó thở. Nhưng con đã đưa mẹ con đến đây 2 ngày. Và mẹ con ở đây 2 ngày thì mẹ con đã được cha chữa cầu nguyện. Và mẹ con đã được khỏi. Và con... Rồi ơn thứ 3 là mẹ ruột của con được chữa lành tại đây. Ơn thứ 4. Thưa cha, con còn một ơn nữa là con bị ho 3 tháng. Nhưng con đã cầu nguyện với cha ở giáo xứ Trung Bắc. Nhưng lúc đấy con chỉ cầu nguyện rằng cha ơi con bị ho, nhưng cha đã vuốt cho con 3 cái và về con đã rất khỏi. Con đã khỏi bởi vì con lúc đấy con đã đi chữa mấy nơi rồi mà không khỏi. Đến hôm 29 vừa qua, con đã trong lòng con hôm đấy là ngày chay, con suy nghĩ là chồng con nói là ở nhà đi sắm Tết, nhưng con bảo là thôi để đi lên tạ ơn Chúa và làm chứng cho cha. Nhưng con ngồi ở đây, cha không gọi. Cha đã nhận lời nhưng cha không gọi. Nhưng con hôm đấy con về nhưng con cũng không buồn. Nhưng thưa cha, là hôm đấy con về thì 30 chồng con đi ăn Tết. Thì chồng con đi ăn tất niên, thì chồng con đi về thì bị người ta đụng vào mà chồng con bể mất 3 cái răng cửa. Nhưng tạ ơn Chúa là chồng con không phải nhập viện và ăn Tết rất là vui vẻ. Nhưng sau Tết thì phải đi trồng lại răng và cũng mở tiền nhỏ nhỏ cha. Mất cái hàng tiền đạo. Đây tôi gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót gửi cho chồng con nhé. Rồi, đây là cuốn sách Con đường tín thác gửi cho tặng cho con. Và đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha để con làm thuần của nhiệt kính lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy mặc dù là Lazaro có nguy cơ bị giết vì người ta